Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Ambeshop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Hornet BCZ 522. Anh em vào website ambe.vn và gõ vào ô tìm kiếm là 522 anh em nhé, để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là xem các màu sắc khác của mẫu sản phẩm này. Hiện tại thì sản phẩm đựng ở trong hộp hai lớp rất là sang trọng. Đây là một chiếc bật lửa kho Hornet BCZ 522. Ở trên tay em cầm đó là mẫu ghi bạc sáng rất là đẹp nhá. Cái sản phẩm này thì có một cái cổng bơm ga và điều chỉnh ga to nhỏ, anh em dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi. Nếu như anh em nào chưa biết bơm thì có thể liên hệ cho shop để shop hướng dẫn anh em bơm nhá. Ở đây thì mình có một cái van khóa ga đấy. Đây, lửa khò 4 tia anh em nhá. Lửa khò 4 tia. Đánh điện bằng IC. Ở đây thì mình đang chỉnh mức ga to quá nên là bị xì ra. Đấy, mình sẽ cho nhỏ lại. Đó. Rất là đẹp anh em ạ. Lửa màu đỏ luôn. Rất là mạnh nhá. Đấy. Rất là mạnh luôn. Đấy, anh em có gài luôn, gài giữ nhá. Đấy, rất là đẹp, lửa đỏ. Cái điều đặc biệt của cái mẫu này so với lại các mẫu khác đó là được trợ nhiệt bằng ba lá thép nhá, ba lá thép nhỏ ở trên này nữa. Nên là rất là mạnh và rất là khỏe và rất là nóng luôn. Đấy. Em có nhìn rõ ba cái lá trợ nhiệt ở trên không ạ? Đấy. Đấy, ba cái lá thép trợ nhiệt. Rất là khỏe luôn. Và rất là nóng mà lửa sẽ cháy được cao hơn bình thường so với các mẫu khò khác nhé. Đấy. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn để đặt hàng ở trên website, hoặc anh em có thể đặt hàng nhanh theo shop cho theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.